bán quên lấy vòng luôn. Ta nói quà rẻ quá, thành phố này có ai bán ốc 10.000 đâu, xèo có chỗ để luôn. Vô đây chợ ai cũng biết cô mua hàng tươi không bán mà. Cô đi chợ là có cái gì cô bán cái đó, mỗi ngày nó mỗi khác hết, chứ không phải cái nào là nó giống như cái nào. Mình bán cho khách ăn mình cũng chiều khách dữ lắm, khách là thừa thượng đế rồi đó. Cô Minh đi, cô bán ốc á, ốc luộc, hẻm 27, đường Hưng Phú, phường 8, quận 8, 11 giờ. Không biết hết giờ nào, như hết ốc rồi cô dẹp thôi. Những ngày chủ nhật thứ bảy là đông, còn bữa nay thứ hai cũng vẫn đông như thường. Thành ra hết ốc là cô dẹp thôi. Khác hết trơn ha, cô đi chợ là có cái gì cô bán cái đó. Thấy không? Mỗi ngày nó mỗi khác hết, chứ không phải cái nào là nó giống như cái nào. Ốc đắng, ốc gạo, ốc bu, ốc xào đó, những cái món đó là có thường xuyên. Còn những cái ốc kia là có cái gì là cô bán đó. Nhiều khi cũng có ốc tỏi, cũng có ốc tỏi, cũng có ốc mỡ, cũng có ốc bông, cũng có những các thứ ốc, ốc gì cũng có, ốc len cũng có. Cái dĩa nhỏ 10.000, dĩa lớn là cô bán 20 đó. Cứ dĩa lớn là bán 20, dĩa lớn cô bán nhiều lắm 20 đó. Dĩa có hai giá đó thôi, tại vì hồi xưa giờ là cô bán vậy đó, cho khách dễ ăn, đúng không? Khách dễ ăn, khách ăn bao nhiêu cũng có hết á. 10.000 cũng được, mà 20 cũng được. Khách bao ăn bao nhiêu cũng có hết. Đó, thật ra cô bán vậy đó, dễ ăn, bình dân mà. Nước xăm cô bán ly 5.000. Đó, ly nhỏ 5.000, ly lớn 10.000. Vậy đó, nước xăm á. Hàng tươi không? Cô lựa kỹ lắm á, hàng tươi không à. Hàng tươi cô mới mua chứ mà hàng mà ấy là không có mua đâu, hàng xấu cô không mua đâu. Chợ ai cũng biết cô mua hàng tươi không bán mà. Đó, tháng bữa nào là coi như sạch bữa đó luôn. Thì chế biến thì cô cũng làm cho khách ăn như vậy á. Cho khách ăn ta vừa miệng ta vậy đó, phải không? Ta ăn ta chịu ăn lắm. Thành ra cô làm cho ăn khách ăn vừa miệng lắm. Nhưng mà cô ăn cái gì cô làm cô cũng thử hết trơn á. Cô thử cái nào ăn được là không ăn được là thôi. Nếu mà ăn không được là cô đổi được cái khác liền. Đó, cô làm những cái thức ăn mà người ta ăn được hết đó, như khách mà ăn ta vừa ý mà cô rất là làm xong rồi cô hỏi khách ăn cái món đó là được không, người khách nói được là cô mới làm. Mình bán cho khách ăn mình cũng chiều khách dữ lắm, khách ăn gì mình bán cái đó, đúng không? Mình theo ý khách khách mà khách là thừa thượng đế rồi đó. Cô bán đây mấy chục năm rồi đó, đâu phải mới bán đây đâu. Từ xưa giờ là qua quán cô luộc không, hồi xưa là cô bán nói chuyện là cũng vắng khách, không có đông. Mà sau này cứ lên YouTube á, cái cô bán cũng đỡ, cô bán dọn vô sớm lắm. Thấy không, hồi xưa con còi tới 5 giờ chiều nữa. Bây giờ có mới có 1-2 giờ là hết rồi, hết ốc. 2-3 giờ cũng hết ốc. Mấy năm trước hả, mới xăm đứa quán có 5.000 dĩa thôi. Ừ, sau này cô mới ốc nó mắc á, cô mới lên giá 10.000 là cô lên là 10.000 là bán 10.000 thôi, chứ không có lên nữa. Bởi vì đi chợ mấy người bán ốc cứ người ta nói sao mà bán mà 10.000 rẻ vậy. Cái cô mới nói thường hồi xưa giờ bán vậy là bán vậy thôi chứ không có lên giá. Thôi kệ đi, bán cho khách ăn, người ta người này biết người kia biết, người ta lại ăn cho mình, đúng không? Ăn tiếp cho mình thôi, mình nhờ khách hàng thôi. Cô ngâm chứ, ngâm rửa sạch rồi, như là cô ngâm cô rửa sạch rồi cô mới luộc xong rồi cô mới chế biến ra cô làm cô bán thôi. Cô cũng tranh thủ làm ở khuya cô dậy rồi, khuya có 4 giờ rồi cô dậy cô đi chợ, cô nấu nước xăm xong cô dậy đi chợ rồi. Muối chấm muối nè, muối tôm, muối tôm. Muối tôm. Là cái đó mình tự làm tự cô chế biến ra cô làm cô bán thôi, chứ đâu có ai kêu cô đâu. Mình như mình chế biến ra mình ăn thử cái con ốc nó làm sao mình thấy ngon rồi mình làm cho khách ăn. Người khách mà thích ăn rồi mình mới ăn được chứ. Ta ăn như người ta lấy nhiều, ta thích ta ăn như người ta lấy nhiều. Thấy không? Nhiều khi á người ta biết đó. Người ta biết cái khách quen đó, cái người ta lại ta tự động ta muốn ta làm ta ăn. Vậy đó, giờ cô bán ốc người ta muốn ta ăn thôi. Vậy đó. Cũng dễ lắm, nhiều khách ăn quen nè, mấy người khách ăn quen đó. Nói chung là bây giờ cô bán khách quen nhiều lắm. Trời ơi, ta ăn mà lúc nó thiệt á, người ta chưa có vợ có chồng, người ta có con lớn rồi nữa. Cô bán đây là lâu lắm rồi, lâu đời lắm rồi. Bán quên lấy chồng luôn. Quên luôn. Người ta nói ngon thì mình bán người ta ăn ta nói ngon mình cũng mát ruột nữa, đúng không? Ta nói ngon, thí dụ mà cái gì mà ta ăn không được, người ta phải bình mình góp, người ta góp ý mình sửa đổi liền. Chứ đâu phải người ta nói mà mình giận kia không có.
mình còn cầu cho người ta nói đặng mình góp ý là mình làm cái sự nó tốt hơn đó. Đó mình bán vậy đó, chứ mình đâu phải mình bán mình cũng chịu khách dữ lắm. Khi rồi mình ăn, khách ăn mình hỏi cái nào mà nó ngon hay là không, khách mới nói là ngon rồi, được ok rồi đó, phải không? Họ ăn tăng nhiều lắm chứ không có ít đâu, ăn bèo lắm là coi như 5-6 dĩa luôn. Ừ đó, ta ăn vậy đó, mà ta ăn đủ chiếc ốc hết, tao phái ăn vậy đó. Có người họ ở đâu xa tao lời, ở đâu là coi như ở ấy đó, ở Thủ Đức thì họ xuống quá trời đông luôn, mấy ngày nay mà họ xuống mà mình dẹp hết rồi đâu còn đâu, giờ này là hết rồi. Thì người ta nói, ta nói là rẻ quá, thành phố này có ai bán ốc 10.000 đâu, rồi có bán được nhiều đông, khách đông vậy. Xong cô dẹp sớm, nghỉ sớm vậy đó, bích xe luôn, xe không chỗ để luôn, vô đây hết rồi đó, cũng nói nữa hỗ chỗ để xe luôn á, phải vô túc này gửi người ta đỡ á, chung người ta cũng đàng hoàng để tới trong này nè, ta cho mình gửi xe hết. Cô làm sạch sẽ xong rồi cô chế biến, cô nấu cái chổng cô đem ra để bán chứ đâu có kịp, đem ra nấu hai bếp này không kịp, cái chổng cô đó bếp lớn, trời ơi không biết nhiều ký, có nhiều cô bán nhiều, có khi 5 ký, có khi 6 ký, khi 7 ký, khi 4 ký, khi 7 ký, khi 8 ký, không chừng vô chừng. Hồi xưa giờ lắm, chứ nếu mà người ta mới làm, người ta là cũng làm lập chụp động khi người ta cũng biết làm, mình làm quen rồi không sao, thấy không? Rồi nói chung là khách ở đâu họ tới nhiều lắm, ở đâu họ tới đông lắm, hết rồi em ơi, khách ở đâu cũng tới đó, khách ta tới đông lắm, bây giờ hết rồi ta cũng tới, bây giờ xong rồi lấy cái bảng treo liền để người ta không biết là tầm nghệ, người ta xuống đây không có người ta ăn thì nó ngon, người ta mới thích, người ta mới ăn, chứ nó dở người ta đi luôn. Cái dở là người ta đi luôn, mình bán nó ngon người ta thích ăn. Nói chung mình bán ngon, mình không dám mình khen, nhưng mà mình ăn con ốc mình biết con ốc nó ngon hay dở. Hết rồi con, mình ăn con ốc mình biết ngon hay dở, nhưng mình không có dám nói. Mình có hỏi khách, người khách người ta nói, người ta nói mình nói ngon, ok đó. Cảm ơn quý khách nha, quý khách lại tới ủng hộ cái quán của cô Minh nha. Rồi thí dụ mà có gì thì mà quý khách cái việc lợi lợi ăn ủng hộ tiếp giùm.